Hello quý vị, hôm nay em ngồi ấy, mà em đang suy nghĩ nha Ngồi ngồi uống nước mà đang suy nghĩ bắt đầu phải kể tiếp cho quý vị nghe cái phần tiếp theo của cái câu chuyện mà à, Cái cô gái trẻ mà nó nó bỏ nhà cái đêm tân hôn nó đi đó Cái gì, lý do gì đó mà người cha mà kêu cô là lấy cái người chồng mà à, Là con của một ân nhân cứu ông sống lại hồi lúc mà bị tai nạn sập cầu đó Mà cô này cổ yêu cái cái chàng trai ban đầu cho nên cổ không có chịu, cổ phải bỏ nhà cổ đi đó, thì sau 4 năm có quay về thì cô thấy cái người cha mình là bị tai biến. Đó, tai biến phải ngồi xe lăn nhưng mà cái anh cái anh mà cưới á, cái anh chàng rể mà đêm tân hôn bỏ trốn á thì anh này vẫn ở đó để lo cho người bố của mình, người ba của mình. Thì cô này cũng ngỡ ngàng. Đó thì tới khúc đó là cái tập 1 đó đã hết rồi. Bây giờ tiếp theo cái phần 2 cũng muốn kể luôn cho quý vị nghe tại vì nhiều anh em cũng cũng gọi là nói là muốn biết cái kết cuộc là cái cô gái này khi mà cổ quay về á là cổ có chịu lại với cái anh chàng mà à, đang ở chăm sóc bố mình không hay là là cổ tiếp tục đi nữa hay là cổ như thế nào. Đó thì bây giờ em xin phép em kể tiếp cái phần đó cho quý vị nghe. Là cái cô này cổ về á là cổ phải ngỡ ngàng cổ gưng nước mắt và người bố của cổ cũng vậy, giận cổ lắm nhưng mà cũng thấy con mình nó về sau 4 năm là cũng là nhẹ lại nhưng mà cũng tức lắm thì hỏi ra thì cô này cổ mấy giống như cổ kể là vậy đó thì cái ông này ông cũng tức ông tức là ví dụ biết sao mà ông bị tai biến không có nghĩa là cái đêm tăng hôn là cái anh chàng đó đó cái anh chàng mà ông sắp xếp với con gái ông á cưới á là một cha một con mà gà trống nuôi con cho nên chừa trong lúc mà đi làm làm công nhân làm cầu đường làm đồ đó thì ông có chừa một số vốn là được 6 cây vàng đó quý vị ông mua được 6 cây vàng á thì tới ngày mà con gái mình nó đám cưới á thì ông mới lấy đem ra đặng mà giống như là mình cho con của hồi môn có nhiêu cho hết thì trong đó ông có được sáu cây vàng ông cho con với một ít tiền mặt của ông còn nó ông cho hết cho cô để mà cô mà đeo để mà ra mắt với họ hàng trong cái ngày mà lễ thành hôn đó thì khi cho cái đó nhưng mà đêm đó là cô này cổ lại ôm hết sáu cây vàng với lại tiền ông ba của mình cho đó để mà làm gì quý vị biết không để mà theo cái thằng quỷ trước cái thằng mà lúc đầu mà nó về mà ông nói nhịn mặt nó đi đi ông không chịu đó nhưng mà nó quyết định nó theo đó thì nó sắp xếp làm sao mà đêm đó nó gom hết sáu cây vàng với tiền bạc nó bỏ ra nhà nó đi theo người kia cho nên ông này ông bị sốc ông bị sốc cho nên ông phải là bị đột quỷ bị tai biến đó thì cái đó đó quý vị quỷ sốc quá có nhiều của cải rồi thêm một đứa con gái nữa nó đi hết trơn rồi cho nên sốc quá nên tai biến luôn thì cái anh chàng ghế đánh mới ở lại ảnh mới là chăm sóc cho ổng thì khi chăm sóc bây giờ về á, thì cô này cổ cổ bị quỷ kia nó mê chơi á, nó dẫn đi á, là mê chơi quá trời nó lấy hết trơn tiền à. bây giờ thăng tàn ma dại đi về thì cô này cổ mới xin lỗi và cô kể lại với bố cổ là khi mà con lấy con đi á, thì thật sự con với ảnh đi nhưng mà đem tiền theo thì con nghĩ là làm ăn một thời gian rồi con sẽ đem cái số tiền mà coi như con mượn của bố của ba rồi con đem về con trả lại nhưng mà không có mai thì tụi con làm ăn nó không có được ừ, làm cái gì cũng không xong hết trơn mà anh ấy anh mê chơi quá cho nên là uh, thua sạch tiền hết rồi anh cũng mê ga yeah, anh thấy có tiền anh chơi cờ bạc này kia đó rồi thua hết trơn rồi cho nên là hai đứa con mới đi qua bên thái lan kiểu như là đi lên là lúc lấy tiền của bố ấy, là hai đứa con cuộc sống cũng thấy sung sướng lắm nhưng mà bạn bè nó giới thiệu bạn của anh ấy nói là anh, bạn của anh ấy có một cái nhà hàng một cái gì ở bên Thái Lan á cho nên là tụi con phải đi qua đó giống như hợp tác làm ăn nhưng mà khi qua bên đó thì người kia cũng có nhà hàng thiệt nhưng mà cái người cái người mà con đi theo này ảnh ảnh mê chơi quá đánh bài một thời gian thì thua hết tiền thua hết cả sáu cây vàng của bố luôn thì bây giờ á là rồi ảnh chạy đi ảnh đi làm ảnh kiểu mê chơi ảnh đi chơi thì con ở lại đó thì con làm cho cái nhà chủ đó đó là cái anh này anh chơi mà anh còn mượn thêm của chủ nhà đó ba lượng vàng nó tại vì bạn bè thân thiết với nhau người ta cho mượn đó cho nên thì mượn đó thì lúc này là con phải ở đó con phải làm để trừ tới ba cây vàng rồi lúc này con mới cảm thấy khổ quá đi theo cái tiếng gọi tình yêu mà nó gạt mình vậy đó bây giờ bỏ bố ở nhà mà mình đi vậy vàng chồng không có mà còn thêm mắc nợ nó để mình đó làm trừ nợ nó chạy đã mất tiêu đó buồn quá cho nên suy nghĩ là về biết lỗi với bố và về gặp là như thế này thì con cầu xin bố là tha thứ cho con và cậu xin anh cũng tha thứ Là cái người mà đêm tân hôn bỏ trốn đó, Thì cái anh kia anh đâu nói gì đâu Ông không nói gì cái người bố này lúc này cũng chẳng nói gì Nhưng mà cái người bố này mới thấy như vậy Mới cảm thấy con mình lúc nở với mình á Là tuy là ba con sống rùm bọc với nhau Nhưng mà mình thương nó Mình coi nó như là một đứa con như công chúa Mà bây giờ nó đi nó Khi nó quay trở lại Thăng tàn ma dại chân tội quá Thương quá cho nên biết làm sao bây giờ Thì nói thôi vì bây giờ Chuyện đời nó cũng đã xảy ra Thì thôi bây giờ con ở nhà với bố đi đó thì cô này cũng ở nhà nhưng mà cô này uh, suy nghĩ lại bây giờ mình ở nhà với cái anh mà cái người đêm tân hôn đi này nè ở chung nhà luôn thì sao thì cũng nhìn nhau thì cái anh chàng kia cũng nhìn cô này nhưng mà cái người bố này nói um, chuyện đã lỡ rồi con cổ thì cũng nghĩ là chắc bố kia quay trở lại với cái anh chàng mà uh, cưới hụt này nè nhưng mà ông nói là chuyện chuyện đã lỡ rồi con bây giờ á anh này á là bây giờ là đang chuẩn bị cưới với cái cô em họ là em của bố cái cô này nè là có một cái cô con gái đó cho nên khi mà ở đây nuôi ổng đó trong vòng thời gian 4 năm nay thì đã quen với cô ở gần đó đó là cái cô em bà con họ nữa thì họ đã đính hôn với nhau đợi ngày đám cưới thôi đó cũng sắp tới ngày đám cưới cho nên là vợ lỡ dở cô này quay trở về mà đâu có quay trái cưới được đâu tính cưới cái người kia rồi tại vì cũng cháu ruột của ông này đó thì bây giờ sắp xếp thì hai người cũng làm công ty chung cũng thương nhau cô đó với cái anh này làm công ty chung mày Thương nhau rồi đợi tới ngày thì cái cái cô gái đi về này là mới cảm thấy là buồn và thất vọng. Đó. Giống như là cái cuộc đời mình không còn gì mình quay về thì cái anh chàng này lại có cái cô em của mình rồi. Thì bây giờ chỉ chút phút hỏi chứ sao tại cái cuộc đời mình sống không ra gì thì hôm nay bị cái nghiệp. Quay trở về tiền bạc không có thăng tàn ma dại mà cái người yêu thì cũng có người khác. Bố mình thì ngồi xe lăng như thế này. Thì bắt đầu hai người đó mới lên kế hoạch thiện thời gian sau đó quý vị thì bắt đầu là họ họ đám cưới hồi đám cưới thì cô này cổ cũng ở đây cổ chăm sóc cho bố cổ còn cái anh này thì lúc đầu ở với cái ông bố này nhưng mà sau này khi hai người bên kia đám cưới thì cái anh kia mới dọn qua bên nhà của cô em gì ở chứ đâu có ở chung bên đây nữa đưa nhà lại cho cái cô này cô đi về cổ chăm sóc cho bố cổ thì lúc này á, là cái gì biết không là cổ chăm sóc xong rồi bắt đầu là cái cái đường đồ nó mở đồ ngon lành rồi đó cái bắt đầu cổ mới bán quán cà phê cổ bán quán cà phê cổ ngồi đó cổ bán mà cái kiểu mà gái mà nó nó lỡ lỡ đó nó biết sửa sạn này nó biết ra đời đó nó về nó càng mặn mà càng đẹp hơn thì trai làng và những người mà giống như đường xá rồi nó có thì xe cổ nó nhiều đó thì cô cũng mở một cái tiệm quán cà phê đó thì trai chán quá trời người thương người yêu người muốn cưới nhưng mà cô thấy thất vọng quá cho nên cô không có muốn lấy chồng nữa cô ở như vậy để mà cô nuôi bố cô thì ở bên kia là hai vợ chồng kia cũng sống yên ổn lắm làm mà ăn cũng làm công ty cũng tiền bạc lắm rồi cái người mẹ đâu cũng ở chung nhà đó là người cô đó mở tiệm bắt đầu kinh doanh cái này cái kia đủ thứ hết trơn là giàu có lên giàu có lên rất là nhiều bên đây cũng giàu lên luôn là cuộc sống họ đã yên ổn bên kia rồi thì bên đây cũng chịu lên nhưng mà khi mà cô này làm một thời gian á thì cái đường lộ người ta mở ra bồi thường cho bố cổ tiền nhiều lắm cái gì bồi thường vô cái nhà tiền nhiều lắm thì cổ chăm sóc ông bố này từ từ cũng khỏe cũng đi tới đi lui đồ được á từ từ kiểu tai biến từ từ chăm sóc làm sao mà đúng cách hay gì đi được thì ông này ông cũng là thoải mái thì cô này kinh doanh đó hai bố con giàu có lên thì biết đâu mà vào một thời gian thì cái người cái người mà đã bỏ cô này đó cái thanh niên kia đó không biết sao mà một thời gian quay ngược trở lại quay ngược trở lại mà đem tiền nhiều lắm cái gì đem tiền nhiều lắm đem tiền về tới giống như hồi lúc đi cổ lấy của ông sáu cây vàng nhưng mà khi quay trở về anh này đưa lại tới một chục cây vàng cho ông này là đó đưa về một chục cây vàng và nói lời xin lỗi cô này là không phải là mê chơi lắm đâu nhưng mà kinh doanh với bạn bè đó làm ăn đó nó nó thất thu nó lỗ quá nó phá sản đó cho nên là phải là à, không muốn cho cô này biết cho nên phải là bỏ đi. Bỏ đi mà để cô này lại như vậy để mà đi kiếm tiền thì thì may quá cho nên đầu tư là thắng lợi lại cho nên về đem tiền về hy vọng cô này sẽ tha thứ và sẽ là à, chịu cho anh này ảnh ảnh cũng như là ảnh cưới lại đó từ đầu tới giờ không có cưới mà đi theo vậy đó thì bây giờ quay lại cưới và xin bố tha lỗi là giống như là tuổi trẻ thì bồng bột nhưng mà bây giờ là à, biết rồi biết ra đời trải nghiệm mà cho nên muốn xin được ở đây đang phụng phụng thờ cho bố để mà nuôi bố những cái ngày cuối nè đau bệnh nè rồi ở bên cạnh vợ thì cô này như vì biết từ đầu là cổ là còn nhỏ của lớn lên cổ thương cái anh này nhiều dữ lắm cho nên là anh này nói sao nghe vậy à nhưng mà đây á là cái câu chuyện như là Cúc nói là cái anh chàng từ đầu là cái người bố nhìn thấy cái mặt là ông nói là cái thằng này nó gian lắm gã con gái mình không được đâu đó cho nên là không có gã thì cái đêm tân hôn cái cô gái này đã lấy sáu cây vàng của ba mình trốn theo anh đó và hai đứa làm cho nó banh sát luôn không còn một đồng bạc nữa thì cô này thăng tàn ma dại đi về với bố mình để mà chuộc lỗi thì khi về là một thời gian thì phát lên giàu có cô này là một chủ cái quán cà phê giống như là sân vườn lớn lắm thì cái ông bố này cũng là khỏe lằng lằng lại là đi tập đi đều được rồi thì giàu có thì tay anh chàng quỷ kia ảnh lại xuất hiện lại và ảnh đem về một chục cái vàng ảnh nói là bây giờ ảnh muốn bồi thường và ảnh muốn chăm sóc cho bố ảnh muốn cưới cô này ảnh muốn thương cô này thì theo mà quý vị biết theo em á, là quý vị thấy cái cái ông của nội đó cái thằng quỷ đó thằng quỷ nhỏ đó, đó nó đem một chục cây vàng vậy đó là nó tốt hay là nó có ý đồ nữa em em theo quý vị là em đối với vị là cái thằng đó nó có ý đồ tiếp tục và tập tiếp theo nữa tập ba nữa hay là nó tới đây là nó nó yên ổn để mà về nó sống bên cái cô này và cái ông bố đau bệnh này để mà nó cái cuộc đời nó đã bình yên rồi hay là nó muốn về đây nó muốn lấy tiền ổng nó muốn tại vì nó thấy ổng là lộ mở nè đắt đai vô rồi nè tiền nhiều nè nó quay trở lại có thể là nó đưa vô cái tình huống là nó muốn chiếm đoạt thêm một phần của ổng nữa phần sau này lớn hơn trước nó muốn thả con tép để nó bắt con tôm hay sao đó thì cái đó là kết cuộc nằm ở phần 3 nó rất là gây go shiki luôn quý vị ơi còn phần 2 là quỷ đó bây giờ nó đã đem 10 cây vàng về nó ở đó với ổng với nhỏ này mà nhỏ này nó thương quá cho nên nó bị mù rồi nó thương quá nó không có còn thấy cái anh này tốt hay xấu nhưng mà qua cặp mắt nhà nghề cặp mắt kinh nghiệm gần càng dài càng cay của ông bố này thì ông bố này có thấy được cái anh chàng này thật sự hối lỗi hay là chỉ là giả tạo thì em sẽ mời quý vị đón theo tiếp cái phần 3 tiếp tục nữa nha tại vì cái khúc này nó đang hấp dẫn rồi, cúc đã biết trước rồi, cho nên cúc phải ngưng lại ở đây và đợi tiếp theo cái phần tiếp theo nữa cho quý vị nghe là cái chàng trai này nó về nó dễ trò như thế nào và hai cái hai cái vợ chồng của cái cái chàng trai mà cưới hụt đó bây giờ là cưới cái cô cô em gì đó là hai chồng đang làm công ty đó là đang sống bên kia đó là có yên ổn như vậy không? tại vì ở gần đó thì có được yên ổn để mà làm ăn tiếp hay là vẫn sóng gió? À, thì nó rất là gây go nữa rồi cái gì thì em mời quý vị đón theo tiếp nha bây giờ cái cái clip hôm nay tới đây em xin ngưng lại nha cái phần này ngưng lại và đón phần tiếp theo quý vị và em sẽ tự, để tựa đề là cô gái là đêm tân hôn trốn chạy đó để là như thế nào thì mời quý vị đón theo tiếp nha cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại tiếp theo cái chương trình rất là gây go tiếp theo <laughs> em xin nói bye, bye.